rồi à. Theo dõi kỹ đi, có gì cần gấp thì tôi qua liền nha. Này cao này gấp hơn nè. Dân sao vậy? Sao không để tính đóng vai này bụng bự sẵn ha? Bây giờ chị chuyển giả chưa? Tôi không biết nữa, để chuyển hướng chung cho mấy người kia người nhìn thấy tôi thấy không? Không thấy tôi không? Bác sĩ ơi. Có tôi. Mấy bệnh nhân khác có thấy mặt tôi không bác sĩ? Có camera theo dõi trực tiếp. Ây da. Cái gì vậy? Ôi trời ơi. Tôi nói thiệt với bác sĩ. Được rồi. Mang chữa tới giờ. Tự nhiên tôi thèm quá. Bún mắm á. Thèm bún mắm. Do ăn vô em bé thúi em bé tự ra. Anh bé ăn thúi lại dễ ra. Đúng rồi. Chị ăn dớ em không? Chị là sinh thường đúng không? Đâu có mổ đúng không? Đúng rồi, phải vận động cho nó thoải mái xíu như vậy đẻ. Chơ đâu không được, chịu hết nổi rồi, chồng tôi đâu. Chết rồi, thôi chị chờ xíu để em kiếm chồng. Nè, y tá ơi. Ủa chồng chị này đâu rồi, sao không ai mà chăm sóc vậy? Mà ra kia ôm cái bàn kêu hỉ hỉ hỉ. Xuống tấm chung. Cao quá, xuống một kìa. Sao nhìn Dũng giống như mấy người bị lãi vậy? Bác sĩ ơi, bác sĩ lâu vô quá. Để tôi... Các ăn cho chuẩn nha. Hỉ chứ phải hỉ nha. Nghe rõ hờ hi hi nặng hi. Chứ cái từ kia là không được à. Vô lẹ bác sĩ ơi. Trời đất ơi chị ơi. Cái gì vậy? Ai mà dạy nó đang có bầu đi tập tạ chứ vậy? Chồng chưa vô nữa hả? Chị có chồng không? Đi có kiếm thấy chồng chị đâu trời ơi. Đi đi đẻ không có chồng rồi ai con ông à. Đúng rồi. Đi kiếm chồng đi. Ê, thiệt á, chồng chị như chồng tôi vậy đó. Đáng ghê á. Anh ơi, vợ tôi đâu rồi? Trời ơi. Vợ tôi đâu rồi? Vợ tôi đâu? Vợ tôi. Trời đất ơi anh hả? Vợ lên. Chân bên kia, chân ngược lại. Bỏ hai chân xuống chân bên kia. Đó, đúng rồi, lên góc bàn rồi, đúng rồi. Ôm chớm vậy, chưa. Cái cao mà. Chưa đâu. Cái này đúng rồi đó, cái này đúng rồi. À, cái bụng à. Cho tôi hỏi anh là người nhà. Người nhà của anh bệnh là nhà. Chồng chị đó hả? Chồng. Không thấy ai nha, nó vợ đẻ mà anh đi nhậu hả? Nhậu để cho đỡ căng thẳng. Sao chồng tôi đâu đổ chạch vậy, vô táo vậy? Đợi em đẻ. À. Cầm lon bia theo tấm con. À. Căng thẳng quá uống xỉn luôn. Trời ơi. Anh nói nghe là tôi bị sợ máu. Mỗi lần tôi thấy máu là tôi xỉu. Thấy máu chị xỉu? Ừ. Chị đỡ hay tôi đỡ? Anh đỡ hay tôi đỡ? Tôi bác sĩ, tôi thấy máu chứ anh đứng ở ngoài anh có thấy gì đâu. Lẹ giờ đi. Sao giờ tôi nói nè, anh đứng anh nói một hơi chị quéo cho coi. Bây giờ sao khỏe không? Giờ sao tình hình sao? Anh ra ngoài đi cái kèo chuyện của bác sĩ. Anh làm cái gì đó anh lấy bình tĩnh lại cho nó. Đừng có nói dối vậy tôi không làm được. Thở cái nha. Bác sĩ, gán cho em nhờ. Gán lên nha vợ. Rồi bác ơi nói. Ráng khuyên người ta ráng mà giống như trăn trối người ta câu cuối vậy. Không được rồi, phải kiếm mới thấy làm thế này. Chưa. Sao nữa vậy? Đau quá bác sĩ ơi. Phải kiếm mới thế nào cho nó không có đau. Cái gì mà kiếm tụi nó, chỉ cứ nằm đó đi một xíu đi. Đau nha. Chỉ cứ nằm đó đi một xíu đi. Ủa bác sĩ hình như thế để đỡ hơn bác sĩ. Nó đỡ với rung. Chị nói cái thế này đỡ là chị không có rung như vậy. Đâu chị xuống lại coi, rung là bốn chân bàn. Rồi đâu chị làm lại coi chị thấy đỡ không? Ghé cạnh này lại được không? Trời ơi, tôi nói thiệt lần đầu tiên cũng gặp một người mà coi như là sắp đẻ mà còn khỏe như chị vậy á. Không mà là làm này đỡ hơn chút đó bác sĩ. Chị, tôi thắc mắc rồi. Chị coi chồng chị đi coi thăm nuôi vợ đẻ mang ba gói mì kia vậy? Ai mà biết ổng đâu. Đất ơi, mang gói mì rồi thêm cái bình nước sôi nè, giống như ổng đi nhậu cũng mang đồ nhậu vậy á. Rồi bác sĩ kêu tôi nằm xuống đi. Quên, chị nằm xuống đi. Bây giờ nha, chúng ta sẽ thực hiện những liệu pháp như sau. Chúng ta sẽ tập hít thở. Chị cần phải nghỉ ngơi để bớt đau. Dạ. Làm theo tôi. Dạ. Hít. Thở. Hít. Thở. Khoan chị. Hả? Mùi gì khó thở vậy? Dạ. Làm gì cách nào vậy bác sĩ ơi? Cách nãy nó chỉ có đỡ rồi chứ nó không hết hẳn. Càng thư giãn, càng thoải mái là càng dễ đẻ.
Thôi tôi kể chuyện cho chị nghe nha. Hả? Kể chuyện cho cháu nó nghe cho nó thoải mái từ từ đẻ. Không có gấp. Không, nhịp đây đi, đừng nhịp em. Cháu nó ngày xưa đó, trong một khu rừng nọ có một con rùa, con thỏ. Cái câu chuyện đó, cứ kể cho chị nghe bảo đảm chị buồn ngủ dữ lắm luôn. Con thỏ chạy thiệt lẹ nó tới trường nhân con lươn dưới á. Tôi không còn thấy gì ngoài. Ủa ơi, báo cáo, bệnh nhân bỏ trốn rồi. Anh ơi, chồng của tôi đâu? Chị ơi, vợ tôi đâu? Bây giờ tôi hỏi anh nè, vợ anh đâu? Vợ tôi chưa đẻ mà anh dắt vợ tôi đâu vậy? Tôi đưa cho ông mà ông kêu gì vậy? Vợ tôi đâu? Đánh bác sĩ. Vợ tôi đâu? Đúng rồi, Trường ra từ từ nhân lắng á. Trường. Vợ tôi. Hình như có kéo nữa, có cái màn kéo. Chồng ơi, ông làm gì vậy? Trời ơi, cái cái bụng nhỏ thiệt luôn vậy. Vợ. Ông làm gì vậy? Sao gì? Ổn không? Ổn mà. Như bên kia sắp đẻ vậy, ơn bụng rồi kìa. Sao bây giờ hai bên cùng đẻ vậy? Ừ, anh ơi, vợ anh không có lâu mà cứ ẵm vợ lên á, ẵm dốc vợ lên đi anh. Nói mình ẵm em á. Tấn Dũng thoại á, em đâu có mất tích. Ổng thông báo toàn bệnh viện em mất tích. Đó, em còn tỉnh táo lắm. Trời ơi, quéo vô là có đau khổ vậy đó. Ờ, hay được có cái nè, hai giò nè, xuống luôn nè. Ôi, trời ơi, đau quá. Trời ơi, đợi chị vậy, nguy hiểm. Đưa chị lên bàn. Hết đau. Lầm lặng luôn, hết đau luôn thấy không? Ẵm em cái mình ơi, ẵm đi lên hết nổi rồi Mảnh ơi. Đây. Đó, lo lắng cho vợ. Có chừng té đập đầu nha, cẩn thận nha. Tôi nói chị rồi, cũng may tôi lẹ không đi bộ não. Làm lại. Đúng rồi. Làm lại. Gồng chị để cho lên. Chồng ẵm lên chứ. Đứng sao không lẽ tôi ẵm chị, người ta chị nghĩ. Chị ơi, người ta ẵm chị giống như chị đang ngủ vậy, lấy cái tay chị che đầu sao được. Ta xuông dưới này nè. Được. Buông cái cổ ra, buông cái cổ ra. Buông cổ và buông chân ra làm sao? Đi lấy thầy buông đi. Đó, nhẹ, anh buông đi nhẹ. Đó. Chị ơi, bác sĩ ơi, tôi muốn nằm trên giường bác sĩ ơi. Tôi sợ hơi đất quá. Đây nè, bây giờ anh không cảm nha, tôi phụ vợ tôi. Đây tôi ẵm vợ anh lên. Vợ sao gọn hơn vậy? Đáng ghê luôn. Biết là không biết ai vợ mình. Có vợ mà vậy, phải mất ai vợ nữa. Tôi có vợ mà không có lo cho vợ. Tôi không có chấp nhận cái hiện trạng. Bác sĩ ngó coi, nó có lòi con chân á. Chưa có gì, chưa. Không sao hết. Rồi Tấn Dũng hỏi nam em á, sao mặt anh đỏ vậy? Trời, làm gì mặt anh đỏ vậy? Anh đi nhậu. Tán cái bóp. Tán cái bóp. Trả thù ngọt ngào. Trả thù dù cắn hai lớp quần. Nhà mình có một cây cột trắng mới xây, hình như cắn được. Nếu như em dùng răng cắn một lực thật mạnh vào phần đầu gối phải đó, ok, thì mọi ước muốn sẽ thành hiện thực. Cắn thiệt cơ mà. Rồi mặc hai quần mà vẫn đau quá. Coi giùm tôi. Tôi chạy ra mua lon bia tắm con tôi. Trời đất ơi. Nha. Thôi khỏi. Tôi nhìn cái hiện trạng của anh xíu anh cũng ói ra, mua cho tốn tiền. Ơ chị. Vậy sao? Giúp tôi về mình làm cái liệu pháp gì đó đi. Chị phải thư giãn nè. Dạ. Thư giãn nè. Tôi massage chị nè. Để xíu không? Chị ngủ á. Đó, nó dịu xuống hơi nó dễ đẻ. Xui hai cái giò luôn. Đừng nói gì nữa hết, đó, thoải mái chưa? Rồi nam em vô. Sao rồi, đẻ được chưa? Đẻ rồi phải không? Con tôi đâu? Chị, tôi rất biết tôi phải nói với chị là... Ủa lộn, anh. Tôi rất biết tôi phải nói với anh là vợ anh. Ha! Vợ tôi chết rồi sao?
vợ tôi chết rồi sao? Vợ tôi chết rồi đúng không? Phải lên gói nữa, có cái lên gói nữa. Quên sao tôi? Đánh gần 2 phút là cái tình huống nè, cái tình huống nè. Vợ tôi chết rồi sao? Đúng rồi. Thêm cái nữa nè. Được chưa? Đúng rồi. Vợ ơi, chết mà con tôi cũng không được toàn thây. Chết rồi nào. Ủa? Nãy giờ massage ngủ thiếp đi thôi. Vợ tôi còn sống không ơi? Ơi, cái đó là cái liệu pháp của tôi. Trời ơi, vậy vậy đó, để mình massage cho chị dịu lại, chị an nghỉ. Trời ơi, sao vợ tôi không nghĩ? Thôi, ra. Ông bác sĩ mà ông nói gì kỳ vậy? Hả? À, cho chị an lòng, an lòng. Ây da, dạ, để tôi xuống. Để xuống. Hả? Bác sĩ ơi, hình như bể nước ối rồi. Hả? À, vậy là đẻ thành công rồi, mọi người ơi. Chúng ta này thành công rồi. Trời ơi, lộn rồi, sao đi nhà xác vậy?